Wow, đây là một cái dĩa nem nè, thịt nướng nè, chả giò nè. Thấy không? Dĩa bự đó nha. Bên đây nữa. Gan gần 2 gan của mình nè, quay xa đây mấy người thấy nè. Đó. Mình nấu cộng với mình là siêu thêm một loại tái. Cái này là tái New York. Thấy không? Cái nó có cho mình một cái gì á, như thịt tái. Một cái nước nước phở nước sôi để nhúng cái thịt vô đó. Mà cái phở. Bây giờ mình nhớ cái này vô. Nó tái trái thôi, bắt đầu mình bỏ vô tô phở được. Cho nó tái trái đi. Bỏ lên nè. Cái gì đó là nó đổ nước tự lên. Cầm một dĩa rau nè. Thấy chưa? Đây, dĩa rau nữa nè. Bánh tráng. Hai dĩa rau. Dĩa rau quế bên kia mà mình. Hai dĩa rau. Đưa cái hai dĩa rau lá quế ăn phở chứ. Giờ mình bỏ phở vô ha. Nó thịt nó tái. Dẹp cái này ban đi chứ nó... Em cho trong bôi nó tô phở nè, nó ăn được bao nhiêu ăn rồi kinh nghiệm. Để nguyên ăn tô phở nè. Rồi ăn xong anh ăn. Sao nó không lấy nước? Sao được rồi? Em ăn ấy cho nó rồi. Hả? Không thì để cho nó tự nó ăn không có được đút nè. Tự xuống nè. Cho nó mấy. Đây ba. Chồng được rồi. Giá nè. Nè rồi. Rồi, giá rồi rồi bỏ nguyên đây, nó ăn bao nhiêu nó ăn rồi. Không không, em đưa tô nguyên cho nó nè, em không ăn. Hả? Bự lắm nha con nè. À thấy không? Đủ loại hết. Nó có một cái chén nước tương này nữa. Mấy gần có ăn phở không? Nè. Có ăn phở trước rồi để đi ăn sau. Như xưa á. Nha. Quay lại, nó ăn chấm vậy nè. Tí nữa con ăn chứ. Con ăn hai cái mà, ăn phở ăn cái này luôn mà. Hai đồ phở tái. Phở tái. Okay. Này á mình chấm ha. Ngon ba. Ngon. Ba phải bỏ cái này vô nữa nè. Có rồi. Cái này mới ngon nè. Giòn. Bỏ bánh vô đó nó dây giòn. Ủa có đồ chay đúng không ạ?
cái này nó đủ loại ha. Cái này chắc thịt gì ha? Thịt nó bò. Bò nó làm trong cuốn miếng miếng gì không biết. Đây là thịt. Bò cuốn hành. Ủa mày kêu có tô mỡ này dư em ơi. Cái này nhìn ngon quá này. Ăn cái này trước. Em ăn tô phở không? Phở không để mà nó nở ra nó dở lắm luôn á. Thế hả? Không phải ăn phở trứng mà không phải ăn cái bánh cuốn. Ăn bánh cuốn sao à? Thế, chế cuốn thôi coi. Giờ cuốn một miếng ha. Cuốn được. Cái này là tương đó, nó tôm nó xay đó. Ngon kìa. Cái này là gì đó? Đêm hả? Chậu tôm. Này là chậu tôm ha. Thử nào. Không có ớt. Trong đó nó không để ớt à. Trong rau này thì coi thử. Ngon. Này mía. Ớt được ta. Không có ớt. Phở nè. Ớt canh trong phở rồi. Ớt ngoài không có. Ừ. Được. Mấy ngày mẹ cuốn cho con cuốn nha. Đâu, anh còn. Định ăn tô phở mà cái này nó ngon quá, thôi dứt cái này trước. Rồi ăn phở hồi nãy dở. Chứ nó ăn phở không biết nó ngon không? Nó không ngon, nó cũng vô bụng thôi. Nó có gì không ngon. Không mà đỡ, nghĩa là bánh phở này nó không có đỡ. Tất cả các bạn còn cho nó. Chắc mình chia một nửa qua bên ra ba không? Gì? Chia một nửa không? Tròn. Hả? Tròn. Thiếu ớt. Ớt này không cay. Ở Mỹ thì ăn dày. Chứ còn có Liên Xô làm sao không có ăn. Megan, mày cuốn cho con cuốn nha. I'm full. Ngon. Mày ăn hai cái. Mày ăn double. Dễ thêm cho vỡ nữa. Thấy phải không? Mình tập ăn trước để mai mốt về ăn buffet ăn cho nhiều. Ăn vậy mới đã. Ăn một lần hai cái nha. Chín nó cái tô. Mình sớt cái đó mà mình sớt ra cho tao nữa nữa là dùng bớt rồi. Được được có lý. Mình thấy cái tàu quá. Không có ăn hết đâu. Mình ăn không hết luôn. Đúng rồi có lý. Cho anh một cái tô nữa em. Một tô nhỏ nữa không? Tô bự cũng được, tô này cũng được. Cứ anh với cái chén nhỏ để bỏ tương phở. Dạ. Ở Mỹ á, mình cứ kêu bình thường nha. Hoặc mà phim tàu là họ kêu là tiểu nhị. Mà mình không có tiểu nhị, nữa. Rồi, cái gì? Cái gì cũng rồi. Đây là chậu tôm nè. Thì đó có.
không? Hay ha. Program nào vậy? 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 Của em không có ba. Của ba mới được phải không? Không. Trời lạnh quá vậy không ấy không. Để cho ra nước mà phơi mà nước. Anh này sướng hơn à. Sao lưng một đống cọc luôn. Có nãy giờ mà trước đây không? Rồi trước đây nãy giờ không thấy con này, có còn hai con quá con lưng nó quát rồi luôn. Sang bớt người phở cho ba phụ với mình ăn không hết. Mày không? Mày có ghét mày đúng không? Quay 380 đồng. Quay sao quay? Bộ món kêu nó làm đồ chay anh. Một tô phở mình sang thành hai tô phở. Ăn đây, đây tô nữa khác. Em ơi. Này. Có muỗng đâu rồi? Rồi có rồi. Có muỗng chưa? Có. Rồi. Em ăn đi. Cho con cái này là mía đó nha. Mía nó gắm vô chậu tôm. Này ở dưới là bún. Đây thịt heo nướng. Thịt bò nó quấn trong cái củ hành. Con không? Cái này á là chắc gì chẳng biết nữa. Cái gì? Này nè. Nem nướng. Cái này nem nướng hả? Nem nướng. Này chậu tôm. Này chậu tôm. Xin này. Thịt gà này, nướng. Này chậu tôm, gà nướng. Cái kia heo xin nướng. Xin cái gì chén nó chấm cho má mày vô. Xin nãy giờ má không có biết được. Nhiều lắm mà, nước tắm quá trời nè, đâu có gì đó. Cái gì? Bây giờ đi mua gì nữa? Vậy mua gì? Má đi luôn á. Ngoại đi bên đó hả? Ừ, đi đi. Ngoại không? Này là thịt gà nướng. Quấn, quấn ăn cũng được. Nhưng mà quấn mà mình quấn không được. Tại thương mà sáu thương anh ba. Không thở đâu. Đấy, đấy, em có trả lại không hay là gì được bên chưa? Chưa. Em chở ngoài đi phải không? Coi. Ăn kiểu này là no tới ngày mai luôn. Ngon. Trộn nó là nguyên đúng ngon. Đĩa rau này. Nguyên một đĩa rau. Tương nó lại tương lon. Ngon tương lon. Mua về cái hai mẹ con kia. Con bỏ cái này ăn vô nó giòn giòn. Có nè. Thành sớt qua thì tụi nó hết rồi. Còn nhiều lắm. Này bún. Ủa nó phải có trắng cho mình ăn với bún chứ không ta? Không, bún cuốn mà cuốn ở trong đây nè. Bún là để cuốn luôn á hả? Đó. Bún của bánh hỏi vậy nó cũng ngon vậy ha.
nước nó hơi lạnh nè. À, thôi được rồi, không sao đâu. Không cần mình đắng đây không? Sao em mới có 3 cuốn rồi? Đó. Thôi một cuốn nữa tôi ăn nổi không? 3 cuốn nữa đi. Vậy tôi thấy còn nhiều quá. Mình muốn nói thôi cần phở một người ta. Đúng rồi ba. Chân ngon vậy rồi. Phở thì nó tới mình nó kêu con phở nó ăn được, còn cái này phải ăn đông. Ăn đông, đúng rồi, cái này tới 4 người mà. Cái này cái dĩa này là 4 người ăn lận. Nó ăn có mình nó bị tôi làm sao nó kêu thôi. Làm sao ăn vậy hết mà còn vớt thêm tô phở nữa. Tham. Tham là thực thân. Tham ăn. Tham ăn. Trời cái nem. Bỏ thêm ớt vô đi mà thăm cay ăn không đã xin được cái nữa. Ngon rồi, thử. Em thấy phải đem về thôi. Đúng rồi, cái cây nó đỡ hơn thăm cay. Một gói bự. Tôi ăn 3 cuốn bây giờ tôi nuốt cái đây nữa vô nó đợn cái tôi cũng có ngọc. Thứ bảy chủ nhật mà ăn đi. Ngày thường đi làm. Ngày thường đừng ăn để thứ bảy. Ngày thường đi làm suốt ngày từ sáng đến chiều. Thứ bảy ăn bù lại. Thiệt hết chứ. Đi làm mà trong có một cuốn thì ăn. Bình thường họ có thời gian ăn không? Từ sáng đến chiều đi làm. Cái này á, dĩa này là 4 người ăn ha. Nem nướng, chảo tôm, gà nướng, thịt nướng, bò nướng, bún, khoảng, ok, 4 người ăn, mình ăn cỡ khoảng được 3 gói là thôi bắt đầu mình cũng no rồi, này chắc phải đem về một dĩa bự kia nè, thấy không? Hai cái găng tay của mình đó, có 30, này có 30 đồng, ồ 35 đồng à, 35 đồng cái dĩa này, ok. 4 người ăn cũng hết. Này là khoảng 4 người ăn. Ok bye.